là Alibaba. Dạ. Vậy có phải cha mẹ con là ông bà Arino không? Sao bà biết cha mẹ con? Trời ơi, vậy là đúng rồi, đúng rồi. Đây là Alibaba mà. Trời ơi, con ơi, con lớn quá. Ta bà... nhận không có ra con. Ôi, con bà biết ta không? Dạ không. Ừ, con làm sao biết ta được? Bởi vì ta là bà đỡ của mẹ con. Chính hả? Tay ta đã đỡ ra con đó. Bà đỡ của con? Đúng rồi, ta là bà đỡ bà... của con. Ôi, con lớn quá. Con ơi con, chính tay ta đỡ ra nó đó. Dạ. Nha. À, còn con, ai đỡ ra con? Dạ con không biết. Ờ, con không biết sao ta biết được. Trời ơi, Alibaba ơi. Đây là Alibaba. Dạ. Còn đây là ai? Dạ, con tên là Takachi, con của Thiên Hoàng và Hoàng hậu. Con của Thiên Hoàng và Hoàng hậu? Dạ phải. Công chúa, ôi công chúa. Bà ơi, bà ơi, bà đừng làm gì, bà đứng dậy đi bà. Bây giờ con biết là công chúa tới đây. Mà sao hai người lọt vào nơi này? Dạ, chuyện này dài dòng lắm bà ơi. Vậy hả? Bà, ở đây là đâu vậy bà? Ở đây là hang cướp. Hang cướp à? Ừ. Nhưng tại sao bà lại đây? Dạ. Bà bị cướp bắt. Bị cướp bắt. Ừ. Chuyện của bà cũng dài dòng lắm. Con biết không, vì quá tham lam, bà đã không giữ lời hứa với cha mẹ con. Bây giờ bà phải trả giá như vậy đây. Kìa bà. 17 năm qua bà đã sống trong sự hối hận con à. Cha mẹ con giờ này ra sao? Dạ, con nghe nữ thần nhảy múa nói là cha mẹ của con vẫn bình an. Nhưng có điều sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình, con mới gặp được cha mẹ. Bình an là được rồi. Dạ. Ôi, cảm ơn trời đất. Bà ơi, à, những tên cướp đâu rồi bà? Nó đi ăn cướp hết rồi. Ôi, như vậy thì hay quá. Bà ơi, bây giờ bà mở cửa giúp chúng con ra ngoài đi bà. Đúng rồi bà. Trời ơi, nếu mà mở cửa được thì bà đã tẩu thoát khỏi nơi này 17 năm về trước rồi các con à. Vậy rồi những tên cướp ra vô bằng cách nào? Dạ phải. Nó có thần chú. Thần chú. Con thần chú. À, con biết rồi. Em con biết hả? Dạ. Đập đi con, đập đi con. Câu thần chú đó là Vân ơi, mở ra. Sao nó không mở? Ủa bà ơi, con nhớ là con đọc đúng câu thần chú rồi bà. Đúng rồi, câu khác không phải câu này con ơi, câu này ai cũng biết. Nhưng mà chắc chắn phải có câu thần chú nào chứ bà. Có, nó có tới 1001 câu lận. Tới 1001 câu. Ừ, mỗi ngày nó thay đổi một câu. Không đoán được chặt cũng không thoát được đâu các con ơi. Vậy bây giờ mình phải làm sao hả bà? Các em ơi. Dạ. Yeah. Đọc thần chú vô hang nha. Ủa, tại sao trong hang động của chúng ta mà lại có hai kẻ lạ mặt vậy ấy nhỉ? Các mấy đứa ơi, đây là người tốt không phải là người xấu đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Phải á, anh em chúng tôi chẳng may rơi xuống đây, nhưng mà không có ý gì khác hết á. Các anh mở cửa cho anh em chúng tôi đi nha. Nội lão, chúng ta không tin. Phải chăng các ngươi là những kẻ gian ác đột nhập vào đây để mà lừa gạt anh em, rồi sau đó hãm hại anh em chúng ta, có phải chăng vậy ấy nhỉ? Nè, ai lừa gạt, ai hãm hại mấy anh chứ? Anh em của chúng tôi vô tình rớt xuống đây thiệt mà. Bây giờ chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa, các anh hãy mau thả chúng tôi ra, chúng tôi còn đi cứu ba mẹ của mình nữa. Phải đó. Nói nhiều, các em tấn công. Ôi, Hạ ơi, xem cái kéo Sưng hoài vậy em? Sưng ơi Sưng, trước khi tiêu diệt nó, mình phải biết nó là ai, tên gì, nhà cửa ở đâu, để sau đó mình còn báo hung tin về cho gia đình nó nữa, đúng không? Đúng, đúng rồi. Nè, hai ngư trên gì quá xì do anh em? Tôi tên là Takachi, còn đây là Alibaba. Alibaba, kẻ thù của tổ tiên chúng ta. Không phải Alibaba. Không phải là như vậy đâu mà. Alibaba. Bực mình, bay quá. Tao đã dặn, tao đã dặn, tao đã dặn bao nhiêu lần rồi, làm cướp á thì phải dũng mãnh lên, hung hăng lên người ta mới sợ, đúng không? Làm gì cúm đúm vậy hả? Bốn tụi bay tên gì? Xuân Hạ Thu Đông phải không? Đổi tên đi, Mai Lan Cúc Trúc cho nó hợp. Trời ơi, người ta tên là Alibaba, có phải là Alibaba đâu mà sợ. Mở cửa ra cho hai đứa nó về. Ủa, ta nhớ không lầm là ta bắt cái bà này về làm nô lệ mà. Ờ,
ơi, tướng có bà chủ ta không à? Đi xuống. Giang ra. Hai tên kia, nếu như bây giờ hai người thật sự tài giỏi thì hai người phải tự tìm cách thoát ra khỏi đây đi. Đúng vậy. Đây là một cái hang có từ ngàn năm và cửa hang được đóng mở bằng những câu thần chú huyền bí. Bây giờ chúng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Nếu như hai người mở được cửa hang, chúng ta sẽ phong hai người làm lãnh chúa. Trời ơi, mày điên à? Tự nhiên mày phong nó làm lãnh chúa rồi tao mày bỏ đâu? Không lẽ mày bỏ tao vô lãnh cung? Anh hai yên tâm đi, mình có nhiều câu thần chú lắm, không mở được đâu. À, đúng rồi, đúng rồi. Còn bằng không thì hai người phải chết. Phải tính chết. Sao? Sao? Ta làm được. Nói làm được. Trời ơi con ơi, không làm được đâu. Đừng nói như vậy. Không sao đâu bà ơi, con đã có cách. Con làm được mà ba. Kìa ta cái chi em. Mình đã có chiếc trăm vàng mà sư mẫu tặng cho mình. Có thể đọc được mọi suy nghĩ của người khác. Anh quên rồi à? Anh nhớ rồi, anh nhớ rồi. Em cứ làm đi. Bây giờ tôi tính về. Sao? Các anh cứ việc bàn bạc về câu thần chú mà mình sắp nói. Sau đó tôi sẽ mở cửa cho các anh xem. Được rồi, các em. Dạ. Mình cùng nhau bàn bạc. Bây giờ mình lấy câu nào? Câu đầu tiên đi anh. Thôi nó biết đó. Câu chính giữa ấy. Nó nghi sao? Thôi, cái nào cũng vậy ha. Trời ơi, tao dị ứng với cái âm thanh này ghê vậy đó. Thôi bây giờ vậy mình quyết định lấy câu cuối cùng. Dạ. Nhưng mà anh em mình đọc thầm trong bụng đó thì không cho chúng nó nghe. Dạ. Chuẩn bị đáp. Trời ơi, mày đọc lớn quá nó nghe sao cưng? Không phải, tại em mới ăn nên bụng em bự mà. À, thôi đọc lại. Rồi, xong. Xong rồi. Nè, mấy người. Gì cơ vậy? Thôi, tụi mày làm gì vậy hả? Khè cho nó sợ. Trời ơi, không có được. Phải im lặng cho người ta suy nghĩ. Chơi như vậy là trơn gian, biết không? Đúng vậy. Suy nghĩ đi con. Suy nghĩ đi Takachi. Cố lên con. Các em ơi, hãy cổ vũ cho Takachi đi các em. Cố lên. 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 Đúng rồi. Thật ra đó, không có câu thần chú nào hết. Hả? Bởi vì tất cả các câu thần chú chỉ để đánh lừa mọi người mà thôi. Hả? Và ban nãy á, các anh không hề đọc câu thần chú nào đúng không? Hả? Và để mở được cửa hang này rất là đơn giản. Chỉ cần bước tới, đạp vào chốt cửa ngay dưới chân, thế là xong. Tôi đã thành công rồi mấy em ơi. Hãy cho ta cái chi một tràng pháo tay đi. Chú nào hết. Dạ đúng rồi bà. Mở cửa hàng đập cho em gì nó mở ra. Dạ. Trời ơi, không có câu thần chú nào hết. Ôi, tôi đã bị lừa dối suốt 17 năm qua. Trời ơi, nghiệt ngã quá đi. Trời ơi. Bà buồn quá bà ca lạc tông. Nè, ta đã đoán được câu thần chú của các người rồi. Bây giờ các người tính sao đây? Đi, mở cửa được rồi, đi. Rồi cho về á, về. Không được. Các người đã hứa phải giữ lời chứ. Đúng vậy. Hồi nãy hắn có hứa không các em? Không. Có kìa phải không? Không. Không. Có kìa. Có thấy gì các em nói có. Không. Không được đâu. Mệt quá hà, trời ơi có bốn đứa tu à, làm sao cãi lại cái trăm cái miệng của mấy ngự. Đó thấy mệt chưa. Ăn chứ không được thôi bỏ. Cảm ơn các em nha. Đông quá. Thua mấy người lần này đi. Lãnh chúa. Được. Nếu như bây giờ các ngươi xưng ta là lãnh chúa thì việc trước tiên á, ta sẽ xử tội các ngươi. Chứ tự nhiên xử tội vậy. Thấy ghê không, nó vừa mới nhậm chức thôi có thanh lý nội bộ liền à. Tại sao các ngươi lại hành nghề ăn cướp? Gia truyền rồi. Các ngươi không biết ăn cướp là xấu xa lắm hay sao? Dạ thưa chị lãnh lương. Nói gì vậy? Nói lộn. Dạ thưa chị lãnh tiền. Chị á, tao rung quá, lãnh gì quên rồi. Lãnh chúa. Nhớ rồi. Dạ.